Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Tin tức giới showbiz ngày hôm nay liên quan đến dàn sao Hoa Ngự đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao. 1. Khói lửa nhân gian của Dương Dương và Vương Sợ Nhiên hiện dự kiến phát sóng vào quý 2 của năm 2023, nhưng thời gian cụ thể vẫn chưa được xác định. 2. Trương Tử Phong hiện tại đã phát triển trong sự nghiệp có chút sa sút, nhưng cả đoàn vẫn chưa định lo lắng quá về điều này, vẫn sẽ chuyên tâm vào công việc, dù sao cũng sẽ không đi theo lối mòn. 3. Triệu Lệ Dịnh vẫn là người rất có tham vọng, hiện tâm tư của ấy chỉ chú trọng vào sự nghiệp. 4. Sau khi Hồ Ca chính thức thông báo có con gái, Đặng Yên cũng gửi lời chúc phúc nhưng cũng có người cũng chê trách nữ diễn viên. Chứ thực tế cô đã biết chuyện anh có con, trước đó bọn họ đã từng hợp tác, có quan hệ thân thiết. 5. Triệu Lộ Tư đang độc thân, hình ảnh mà nhiều người soi được thực ra đó là nữ quản lý của cô ấy. 6. Bộ phim truyền hình tiếp theo của Lưu Diệc Phi vẫn chưa được quyết định và nhiều dự án được lên kế hoạch ban đầu đã bị hoãn lại. 7. Dương Dương là hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ của nhiều nghệ sĩ 18 tuổi trong giới giải trí. 8. Bộ phim truyền hình mới của CCTV, Scott and Rose, dự kiến có sự tham gia của Đình Lệ Nhật Ba và fan Việt Minh bắt đầu vào cuối tháng này. 9. Sở Kiều Chuyện 2 đang được chuẩn bị lại để khởi động dự án, nữ chính là Lương Khiết và nam chính là một diễn viên chưa từng ra mắt trước đây. 10. Với Nhất Bác giờ đây không dám yêu đương bởi vì nam diễn viên chỉ cần có tin đồn tình cảm của anh ấy thì giá cổ phiếu của công ty sẽ giảm. 11. Đàm Thông Vận thường giữ khoảng cách với các diễn 12. Triệu Lệ Dịnh hiện là nghệ sĩ hàng đầu trong lĩnh vực truyền hình và có thể nhận được một số tài nguyên khá tốt. 13. Dự án của Trang truyền thuyết nhắm vào dàn diễn viên chính là Thành Long, Lý Thần, Cổ Lực Na Chát, Trương Nghệ Hưng, Lý Trị Đình. 14. Chú Nhân Long hiện không có kế hoạch tiết lộ hoàn cảnh gia đình của mình, vì vậy đội vẫn rất nghiêm ngặt về vấn đề này. 15. Ngọn lửa trên bình nguyên của Châu Đồng Vũ và Lưu Hạo Nhiên đã được lên kế hoạch phát hành. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.